Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều TikToker, YouTuber, Facebooker lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để trục lợi. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuân thủ luật an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, vừa qua, Công an tỉnh này tiếp nhận trình báo của ông DMT, 39 tuổi, ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tố cáo một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tin vu khống ông, lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú, sư Thích Minh Tuệ để kêu gọi từ thiện. Sự việc gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, gia đình ông. Ông T còn tố cáo nhiều người lợi dụng bộ hành theo đoàn hộ pháp của sư Minh Tuệ để quay phim, livestream, chụp ảnh trục lợi. Theo cơ quan công an, thời gian đầu ông Lê Anh Tú cùng với một người gọi là Minh Tạng bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên khi vào đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, bắt đầu xuất hiện nhiều người đến từ các tỉnh thành cạo trọc đầu đến đi cùng đoàn. Trong đoàn bộ hành có 70 người cạo trọc đầu thì có 16 TikToker, YouTuber đến từ tỉnh An Giang, 12 TikToker, YouTuber đến từ tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra có rất nhiều người sử dụng các nền tảng mạng xã hội livestream để kiếm tiền. Cũng theo cơ quan công an, một số đối tượng chống phá đất nước đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ, nhất là sau khi ông Lê Anh Tú được cơ quan chức năng hỗ trợ ẩn tu để xuyên tạc về chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước. Vừa qua, ông L.A.T., ngụ xã Iato, Iagrai, anh trai ông Lê Anh Tú, có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để livestream gây ảnh hưởng đến em trai và gia đình ông. Tối 13 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà NTTA, 49 tuổi, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, 5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật. Theo đó, vào cuối tháng 5 năm 2024, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, bộ hành qua địa bàn huyện Vĩnh Linh. Khi đoàn của ông Tú đến địa phận xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, thì được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã tiếp chuyện, trao đổi qua lại với nhau. Việc giữa lãnh đạo xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh và ông Lê Anh Tú trao đổi với nhau được nhiều người quay video đưa lên mạng xã hội. Sau sự việc này, có nhiều người lợi dụng đăng tải các video trên để chia sẻ, bình luận xuyên tạc, bị đặt sai sự thật về cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Trị. Việc này làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hình ảnh của người Quảng Trị. Ngoài việc xử phạt đối với bà NTTA, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, xử lý 16 trường hợp có hành vi tương tự. Sư Minh Tuệ mong được yên tĩnh tu hành theo hạnh Đầu Đà, không muốn bị quay phim chụp hình. Ngày 12 tháng 6, ông Lê Anh Tú hay còn gọi là Sư Thích Minh Tuệ tiếp tục hành đạo khất thực tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Sự xuất hiện của Sư Thích Minh Tuệ đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dân. Nhiều người đã đến và chờ đợi thời gian dài để có cơ hội gặp gỡ và đảnh lễ với ông. Sự tập trung đông đúc của người dân và phương tiện đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc duy trì trật tự và an toàn giao thông. Về việc nhận được sự quan tâm của nhiều người, Sư Thích Minh Tuệ chia sẻ rằng ông rất vui khi thấy mọi người quan tâm đến việc học tập, tu hành, giữ giới và theo lời Phật dạy. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại về việc một số người lợi dụng tình hình này để kiếm tiền, câu like, câu view với mục đích trục lợi hoặc liên quan đến chính trị gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra, Sư Thích Minh Tuệ cũng đề cập đến việc có nhiều người theo ông suốt ngày đêm để quay phim, chụp hình. Điều này gây ra sự mất trật tự và ảnh hưởng đến người tu hành. Ông cho rằng sự ồn ào này không phù hợp với người tu hành vì người tu cần sự yên tĩnh, đi một mình và giữ thanh tịnh ở nơi vắng vẻ. Sư Thích Minh Tuệ mong muốn mọi người dừng việc quay phim chụp hình để ông có thời gian yên tĩnh, đảm bảo đúng với hạnh Đầu Đà như ước nguyện của mình thì mới hạnh phúc. Ông mong muốn được học tập, làm theo lời Phật dạy và nguyện cho mọi người được vui vẻ hạnh phúc. YouTuber giả sư ăn nằm ở nhà Sư Thích Minh Tuệ để ghi hình. Ngày 10 tháng 6, nhiều tờ báo đã đăng tải sự việc Sư Thích Minh Tuệ, tục danh là Lê Anh Tú, có ghé thăm nhà cha mẹ ở xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai chừng 3 tiếng đồng hồ. Từ sự kiện này, nhiều người đã đến nhà tìm gặp Sư Thích Minh Tuệ. Trong số này, ngoài những người là bà con thân quen của gia đình, còn có khá đông YouTuber và TikToker và những người gia đình không quen biết. Hình ảnh YouTuber, TikToker tập trung quanh nhà bố mẹ ông Thích Minh Tuệ ở Gia Lai cũng tràn ngập trên nền tảng mạng xã hội trong 2 ngày qua.
Theo anh trai Sư Thích Minh Tuệ, một số YouTuber, TikToker ghi hình ảnh của gia đình rồi đăng tải lên mạng xã hội. Thậm chí, một số người còn giả làm nhà sư tìm vào nhà cha mẹ Sư Thích Minh Tuệ để khất thực, xin ở lại trong nhà, vừa rơi điện thoại bên trong nhà để lấy lý do vào nhà nhằm ghi hình Sư Thích Minh Tuệ. Cá biệt, có người trèo rào để vào nhà, rồi ngủ luôn trong vườn. Đến sáng, khi thấy không có Sư Thích Minh Tuệ ở nhà thì mới rời đi. Cũng theo người anh trai Sư Thích Minh Tuệ, thậm chí gia đình còn nắm được thông tin một số người đã tìm tới tận nhà, lợi dụng để vận động kêu gọi ai yêu mến Sư Thích Minh Tuệ thì gửi tiền hỗ trợ. Gia đình khẳng định những sự việc này không hề liên quan đến gia đình hay Sư Thích Minh Tuệ. Người anh Sư Thích Minh Tuệ quả quyết. Trong thời gian tới, gia đình mong muốn các YouTuber và TikToker để cho Sư Thích Minh Tuệ được tiếp tục tu hành, học tập bình thường, đi khất thực theo ý nguyện của mình. Sư Thích Minh Tuệ không cần ai đi theo bảo vệ mà chỉ muốn tu tập theo con đường hạnh đầu đà của Đức Phật. Người anh Sư Thích Minh Tuệ bày tỏ. Sau 6 năm thực hành pháp tu hành đầu đà, vào sáng mùng 10 tháng 6 khi Sư Thích Minh Tuệ ghé thăm cha mẹ, gia đình ông rất mừng vì được gặp lại người thân. Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, mẹ ông Lê Anh Tú cho biết, khi đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng, thì thầy, cha mẹ gọi Lê Anh Tú là thầy kể từ ngày ông xin phép bố mẹ đi tu, đứng ngoài cổng. Do không biết ông về, cha mẹ Sư Minh Tuệ không ra chào đón, mời ông vào nên ông đã sang nhà hàng xóm khất thực. Theo bà Mai, sở dĩ thấy cổng nhà mở nhưng ông không vào là vì phải giữ giới. Ông nói không được tự tiện vào nhà người ta mà không được sự cho phép của gia chủ. Nếu có người ra mời vào và cho cơm thì vào, không mời vào thì lại đi, phải giữ giới với tất cả mọi người, ngay cả với cha mẹ đẻ của mình. Còn ông Lê Xuân, 85 tuổi, cha đẻ của Sư Minh Tuệ cho biết, 6 năm nay ông mới về thăm nhà, có gầy và đen hơn nhiều nhưng vẫn khỏe mạnh. Bàn chân thầy dù vượt qua bao chặng đường nhưng vẫn hồng hào, mềm mại, không hề bị chai sạn, bỏng rột. Mấy ngày trước thầy về làm căn cước công dân trên tỉnh, mọi người nói chở tôi đi gặp nhưng tôi không đi, không để ảnh hưởng đến đường tu của thầy. Tôi động viên bà, nhà cứ yên tâm. Thầy đã về đây rồi thì sớm muộn gì cũng về nhà, không phải lo nghĩ gì cả. Ông Xuân tâm sự. Theo ông Xuân, thầy không nói gì nhiều về thế sự, chỉ căn dặn bố mẹ và bà con lối xóm ăn chay, giữ giới thật tốt, tự nhiên mọi việc sẽ ổn. Cũng trong ngày 10 tháng 6, trang điện tử Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã cấp căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981, thường gọi là Thích Minh Tuệ hay Sư Minh Tuệ, ngụ xã Ia Tô, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai. Trước đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú vào chiều 8 tháng 6. Khi nhận được căn cước công dân, ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác, nếu có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập và tu học thì rất là tốt đẹp. Như vậy có thể thấy rằng, bản thân Sư Minh Tuệ đã thấy rõ những quyền lợi của một công dân. Đại diện cơ quan công an tỉnh Gia Lai bày tỏ, anh Tú sẽ được cấp căn cước công dân và luôn luôn mang theo nó trong người và sử dụng được rất nhiều tiện ích như đi máy bay, đi khám bệnh, bảo hiểm y tế và nhiều việc khác phục vụ cho bản thân mình. Nếu làm mất căn cước công dân, anh Tú có thể đến công an để khai báo và làm lại. Như Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, khi Sư Minh Tuệ đang khất thực đi qua địa phận Thừa Thiên Huế, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để Sư Minh Tuệ được đi bộ hành và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Minh Tuệ đã nhận thức được rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Trong lần thứ tư hành bộ khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại, Sư Thích Minh Tuệ bỗng dưng trở thành hiện tượng không chỉ trên mạng xã hội. Với hình ảnh và video lan truyền rộng rãi, trước khi nổi lên như hiện nay, ông đã dành gần 6 năm lặng lẽ tu theo hạnh đầu đà. Với đôi chân trần, y phục chắp nối từ vải vụn và lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực, Thích Minh Tuệ sống một đời không nhà cửa, chỉ nhận phần thức ăn duy nhất trong ngày. Ông tập trung vào việc tìm kiếm sự chứng đạo theo con đường của Đức Phật. Hàng ngàn người đã tự phát đi theo Thích Minh Tuệ, bày tỏ sự tôn sùng, học đạo hay đơn giản là tò mò, nghi ngờ. Một số khác lại lợi dụng hình ảnh của ông để tạo nội dung câu view, câu like trên mạng xã hội. Dù không mời gọi mọi người đi theo, Thích Minh Tuệ cũng không có quyền đuổi hay ngăn cản họ. Sự kính ngưỡng của công chúng vì vậy
cần được thể hiện một cách văn minh và trí tuệ để tránh biến những điều tốt đẹp thành rắc rối, phiền não. Đây không phải lần đầu Thích Minh Tuệ thực hành độc bộ từ Nam ra Bắc, nhưng tại sao lần này ông lại trở thành hiện tượng mạng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông? Điều gì đã khiến hành trình của ông thu hút sự chú ý đặc biệt như vậy? Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, trong đoàn người đi theo Thích Minh Tuệ có nhiều thành phần đa dạng, bao gồm tín đồ Phật giáo, những người hiếu kỳ và cả những TikToker, YouTuber. Những người này thường quay clip, livestream và đăng tải trên các trang mạng xã hội thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Các video và hình ảnh này đã nhận được nhiều bình luận với các quan điểm khác nhau, thậm chí có những bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni và Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một số YouTuber, TikToker và Facebooker đã thổi phồng, kích động sự hiếu kỳ của mọi người, đặc biệt là giới trẻ để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, để được chú ý. Nhiều người hùa theo đám đông, chạy theo đón lõng sư thầy đi bộ, vái lạy, rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy tranh chỗ đứng gần để chụp ảnh quay phim. Những cảnh tượng lộn xộn chen lấn này không chỉ phản cảm mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông của nhiều khu vực. Đặc biệt, những ngày qua, không ít người sùng bái, thổi phồng, cổ xí và anh hùng hóa Thích Minh Tuệ như một vị Phật sống, truyền bá những tư tưởng không đúng về tôn giáo gây mê tín dị đoan trong dân. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng lưu ý, bên cạnh đó các thế lực thù địch vẫn nhân cơ hội này để chống phá và xuyên tạc chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước. Họ gieo rắc và thổi phồng mâu thuẫn chia rẽ các tôn giáo, đánh tráo khái niệm và bịa đặt rằng đảng và nhà nước và chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Những hành động này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mối quan hệ giữa các tôn giáo trong xã hội. Sự đa dạng trong thành phần đoàn người theo sau Thích Minh Tuệ cùng với những hoạt động trên mạng xã hội đã tạo ra một môi trường đầy phức tạp, nơi các thông tin đúng sai lẫn lộn và dễ dàng bị lợi dụng để phục vụ cho những mục đích xấu. Chính vì vậy, việc cảnh giác và nhận thức đúng đắn về tình hình là rất quan trọng để bảo vệ sự đoàn kết và ổn định trong xã hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.